chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nguyên Hải Đăng. Hôm nay mình xin mời quý vị và các bạn cùng xem cái chợ Châu Đốc, chợ của thành phố Châu Đốc trong mùa giờ đại dịch này nó sẽ như thế nào nha. Chợ hôm nay nhìn thấy có vẻ vắng vẻ quá. Phía bên ngoài chợ nè quý vị và các bạn, còn đây là bên cổng chợ. Lúc trước là ở đây rất là nhộn nhịp mà bây giờ lại vắng que. Còn phía bên hông này là những cái sạp bán mắm, nhưng mà bây giờ cũng không có người ta đi đông nữa, tại vì đang trong mùa dịch này là cấm tụ tập đông người á, nên cũng rất là vắng vẻ. Các hội tiểu thương thì bây giờ người ta ngồi hết trơn, có ai bán gì đâu. Bên là lúc ở đây là rất là nhộn nhịp, mà hơn nữa là hôm nay là ngày cuối tuần nữa. Nếu như mà đúng là mọi ngày lúc trước là ngày hôm nay là rất là đông đó. Đó, đây là tới một cái ngã ba này. Cũng vắng vẻ, của mình chạy vòng ở phía sau đi, vòng ở phía sau mình đó. Mình đó là bán bà kia. Mọi lúc là ở đây sẽ nhộn nhịp lắm, đông lắm, nhưng mà bây giờ thì quá trời buồn luôn. Với bà là chùa bà là hiện tại bây giờ là đã đóng cửa luôn, không nghe nhận khách, đón khách đến viếng nữa. Đây là phía sau của chợ vậy thôi. Bên kia là chợ Châu Đốc mới. Cái đó là cái chợ mới quý vị và các bạn, nhưng mà cũng chưa có ai vô hết. Ở đây thì quầy bán thịt heo. Đây là bên hông chợ quý vị và các bạn, hồi nãy mình chạy lại bên ngoài bên kia. Sao chợ đó. Mình chạy đi ra ngoài đó nữa là sẽ là giáp một vòng của chợ đó quý vị và các bạn. Giờ mình sẽ chạy qua đây. Cái này làm gì gửi xe đâu quá ta. Là người ta gửi xe đi vào bên trong chợ á, chỗ mua bán ăn uống. Giống như là một cái chợ thuốc nam á quý vị và các bạn. Ở đây là một cái chợ giống như là cái chợ bán thuốc nam của thành phố Châu Đốc. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang ở trên đường Thủ Khoa Nghĩa. Giờ mình sẽ đi vào trung tâm của thành phố Châu Đốc nha. Đây là công cái bánh hóa xanh nè. Đó, phía bên đó có một cô bán bún nước lèo cũng khá là ngon đó nha quý vị và các bạn. Cô bán lâu lắm rồi đó. Bán xôi.
Nếu mình nói là đi vào bên trong chợ Châu Đốc luôn á quý vị và các bạn. Đây là có một đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nè. Đây là khách sạn. Quá lớn luôn. Và đây là mình sẽ đi một hướng, mình sẽ đi tay trái là sẽ đi về núi phía tay trái là sẽ đi về Long Xuyên và một phía tay phải là sẽ đi về núi Sam. Bây giờ là mình sẽ đi về núi Sam nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip tiếp theo. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video clip mới nha. Chào và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.